Ôi, bự nghe, bự quá vậy. Mày bự ba giật sao đâu, nãy giờ ba giật không dính gì chứ. Bình tĩnh em, lụm hàng. Lụm kỹ rồi sao? Để xảy nữa ta. Thành quả của vô này cả nhà ơi. Quá trời. Ngày dính với mềm. Chào cả nhà mình nha. Cho con tiếp tục đi câu tiếp nha cả nhà ơi. Này, đi trễ quá, nắng quá, giờ về vô đây mát mát rồi còn thử ăn không cả nhà. Giật vui. Gì trời? Cái gì ăn kỳ trời. Ôi giời. Ấy giật mà nó không dính cả nhà. Để xuống nó lâu rồi sao kỳ quá, hay là tại cá nhỏ không biết. Đồng video cho cũng gửi lời chúc tốt lành đến cả nhà mình ha. Chúc cả nhà mình luôn bình an, nhiều sức khỏe và nhiều may mắn nha cả nhà. Thì cả nhà xem video thương vui ủng hộ cho vui, xin một like một đăng ký nha cả nhà. Vui có động lực để đến giao quái nha cả nhà mình đây. Bây giờ tới vui chuyển ra sao lại vui quay cho cả nhà mình xem ha. Cũng hy vọng là có cá ăn nha cả nhà. Cá gì vậy trời? Bà dũng lên con đầu tiên nha cả nhà. Câu dũng con đầu tiên cả nhà. Câu của vũ cũng là nó vỉa không mà nó không lâu gì hết trơn. Đầu tiên là tùy lắm đâu. Rồi cái coi em vỉa hoài vậy. Lụm tiền. Dính rồi bà ơi. Nó gọi. Nó đi luôn rồi bác. Đó, đó, đó. Còn đó nãy giờ giật 3-4 lần chết quất không á. Rồi. Buông luôn hay gì vậy? Ôi ôi à. Hey, của mình ăn nha cả nhà. Ôi chật cái gì đó, dính cái đó. Úi trời ơi, tưởng được dính cá ai chìa đâu, cái gì lôi vậy bây giờ không dính trời. Khổ ải vô biên thiệt chứ. Ôi chật chà. Cây nha. Ăn nữa nè cả nhà. Làm lợi không trời ơi, thôi toàn lắm rồi, bự luôn. Ôi, cuối cùng cũng lên hàng con thứ hai. Ô, không lấy giờ giật toàn sảy không cả nhà. Vì sảy rồi ba vô dính không, vô không dính của kỹ cô vậy chứ. Có hàng. Bây giờ đưa giật ba cái sảy trơn ba cái luôn. Lâu nữa hả? Nhấp nhấp vô miết miết xuống cái nó buồn lên nữa. Cái lối kìa. Đâu rồi? Tấp vô cây không biết cái phao nằm hướng nào. Rồi giật. Úi giời. Cái gì ngộ vậy? Đó, tới của vui ăn nha cả nhà. Nãy giờ đợi mãi nó mới ăn nè cả nhà ơi. Lụm. Kéo vô giùm con bà ơi, con nên con khỏi con tay một con không biết cách nào để con lôi. Nãy giờ cuối cùng cũng lên hàng. Ê con quay lôi thẳng dây luôn kìa bác. Ui trời cái gì kì. Nó làm quýnh quán trời. Bên thằng nó lôi thẳng dây luôn rồi vậy. Đù nha. Trời ơi nó lôi thẳng dây luôn cả nhà, đậu phộng nó thiệt chứ. Trời nha. Mất tiêu rồi, lo mất tiêu luôn rồi kìa. Rồi giờ buông lên nè. Ồ, có cái gì? Cái gì đó mà còn không dính đó. Cái gì ăn kì? Ê, con trong nè. Dứt. Ôi lụm, trời ơi, sảy cần này cũng phải dính lại cần kia chứ. Nè.
cả nhà. Năm sáu chú là có cần kia nãy giờ giật hoài sao nó không dính không biết. Của mình có ăn không, của mình có ăn không bạn ơi, nãy giờ sao bạn không ăn, nãy giờ mình không ăn ta. Đấy, 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 đấy. Của mình ăn nha cả nhà. Đây ngày hướng mặt trời nó dạ cái nó hơi tối. Ê ba lúc gọi trễ quá. Con đây con đang me con này nữa nè, nó cũng đang chuẩn bị lôi nữa nè. Miếng xuống cái em ơi. Ôi trời ơi sao nó không biết mình cứ ghề tới ghề lưu hoài vậy nè. Bự nghe, bự vô vầy, bự vô vầy. Đây, cho nó đỡ nghịch nắng, mà kìa nghịch nắng. Thấy không, không dính rồi, dính là dính con bự con. Ôi ôi, trời bá luôn. Phiêu. Ngon lành cành đào. Móc đi, móc giùm con mồi đi để con coi cái cần của ba cho. Đấy, con giật thử con phát là con này là con quái vật gì mà nãy giờ không dính chỗ. Nãy giờ giật chừng một chục cái rồi, giật không dính nữa. Nó rất là đẹp. Cái bụng thua rồi. Trời ơi. Dính rồi cả nhà, vui tắt cam vui thả càng câu vui xuống bên đây nó dính rồi. Nãy giờ cần có nó cho cả nhà, nãy giờ giật chuyện chục phát không dính, giờ dính rồi. Nãy giờ chuyện chục lần nữa không dính là không. Nhà chú không chuẩn bị tư đồ rồi cả nhà. Thôi rồi của mình. Ê, ăn đấy, cái mạo rớt cái mạo vui ăn này cả nhà. Làm em bự nó coi cho nó đẹp. Trời các bạn Hiền ơi. Lì cái phao xuống. Trời ơi trời. Không biết cái trời lì cái phao đẹp. Trời ơi mới thả xuống là nó lôi mày. Mày. Cái gì đấy. Mày hả mày. Lên em ơi. Đỡ dùm cái bố ơi. Mới thả xuống rồi. Chưa kịp chụp tới cái điện thoại đó dính luôn cả nhà. Rồi nó dính gì mà thấy mê đi. Nãy giờ có mấy con vô quay không kịp nữa cả nhà, cha vô giật dính mấy con vô quay không kịp. Gỡ giùm con cá coi bạn già chơi ăn gian với người ta dính cá rồi không chịu gỡ cho ta câu, đứng đó làm hoài trời. Lần sau mà ăn cá để đất là không gỡ nha. Móc giùm con mồi luôn. Nó của ta tôi chưa móc nữa. Móc giùm con cái. Ôi ơi. Oh, mày bự ba giật sao đâu, nãy giờ ba giật không dính gì hết trơn. Con giật dính rồi thấy không? Dính từ từ đi. Ủa rồi cầm gì quay luôn sao tát? Từ từ đi, ta bán rồi cái thằng. Ủa kìa. Rồi lỡ cần câu con nó ăn rồi sao? Kệ mày. Ai biểu của tao, ai biểu mày giật. Ừ, không giật, cho nó sảy. Chơi gì không? Sảy rồi dính thì cũng là của tao. Chơi gì chơi, ê gãy đọt câu con. Nói mày tóm gì vậy? Ê gãy. Chơi gì chơi ngang dữ vậy trời. Dài thì dính gắn kiểu. Cá bự chứ bụi nhỏ sao? Ủa cái phao con đâu rồi? Úi trời ơi mệt. Dính thấy mệt quá. Cá rồi. Còn nguyên à. Miết xuống đóng một phát nữa coi. Đóng thì đóng, từ từ đóng. Úi trời ơi mà. Cá gì kỳ cục. Bà ăn thấy ghét. Còn chút xíu.
phần em đi kiếm con. Trời ơi, con nó lôi vô gốc cây nó giấu ở đây nè. Ôi chở ra thì chị ơi, vô cây cối nè chi. Nó lôi thấy thương luôn. Thiệt tình mất màu cho nó giật không luôn. Chơi kiểu này không được, không được đâu. Hết hồn chú con bật. Ê, ê, có con lôi nữa. Con lôi thì lại giật cái con. Trời ơi, dính cái lia chia lia liệu đĩa chứ. Ý, vô em ơi, vô, gọi. Ơ kìa. Trời ơi, vô rồi cả nhà. Trời ơi, đau lòng chưa. Ơi, ăn nước kìa. Khỏi dính nữa. Anh thần ơi. Mới thả xuống kéo vô chồng con đó. Kéo vô, kéo kéo cần đó vô đi con, giật cần này. Anh thần ơi, giật vãi chưa. Ăn nữa cả nhà ơi. Ôi không ăn thì thôi, thiệt tới hồi nó ăn đi ghê luôn á trời. Con nghĩ rồi đó. Bảy 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 không. Nó mất ngồi mày giật không à? Cá nó ăn thì phải giật thôi chứ làm sao? Của tao, tao cũng không ăn không nó giật nữa kìa. Từ từ giật. Mày giật hết trơn luôn, còn đâu nữa là tao giật. Ăn nữa. Sẽ câu được ít con nữa. Chú con Tứ Đồ tới rồi cả nhà. Tứ Đồ tới ra động đây nè. Bây giờ giật con này nè các cái. Bên ổng cũng vậy nữa kìa. Rồi gì vậy? Giật dở hè. Coi đây ta giật nè. Rồi miết cái giật lên lụm được cái cây. Ôi, mấy chị giật lại quậy động nữa. Buông luôn rồi. Không lôi nữa ta. Giật động cái nó buông luôn. Ôi, bình tĩnh em, bình tĩnh em, bình tĩnh em, lụm hàng phải vậy chứ. Thấy con giật không? Ba giật gì đâu không. Ê, nó dính mèo ba có chút xíu rồi ba. Dính mèo có chút xíu kìa. Kệ nó. Trời, vuột cá kệ gì. Ê, cá bự á. Im. Tuyệt vời cả nhà ơi. Nay vậy mà hai cho con đi câu bữa nay chúng. Cái gì? Cái gì chuẩn bị? Đâu? Rồi. Mấy con cứng đầu này để con chạy. Nhấc xuống cái coi bạn, sao tự nhiên con lại đứng ngay càng câu cái nó hết dám lôi luôn. Ủa. Ủa của mình ăn luôn. Ủa nó làm bia chía cho hết cái đường quay luôn. Lụm liền hả ba, nãy giờ giật sảy bây giờ lụm hả? Lụm cả nhà. Bự bự không rồi cả nhà, bữa nay chút mắm cả nhà. Ủa có vô nó mới lôi đây cái nó buông luôn rồi. Úi giời ơi. Hai ba bơ nó làm vô quýnh quán nhưng vô không biết quay làm sao luôn. Quý luôn. Rồi em ơi, bạn ơi, đó liệt nè, liệt xuống cái cạnh lụm rồi, cũ đi rồi. Úi giời ơi. Hai cần luôn hai bên luôn rồi. Biết giật cần nào trước. Ôi ơi, cần giữa đi luôn. Hết mồi luôn. Ôi, chú Tứ Đồ bên này cả nhà.
chú không tính đồ chắc câu con hay con đó chắc nghỉ nghỉ vậy hả ba ha. Ôi, ăn nữa hay vậy cái con rút rồi cái rút động quá cá ăn khó giật rồi em nói ghê ghê buông nữa thôi động phật thật tứ đồ quá cả nhà động mấy cá nó nhát ăn hồi nãy nó ăn thấy ham quá cả nhà giờ ông chú tứ động cái nó thì kiểu như nó không muốn ăn chấm nhấp hai ba cái buông đau lòng thế nha cá nó ăn bây giờ ớn rồi ơi lụm chưa chặn này nó kỹ lắm kỹ rồi sao để sảy nữa sao không lụm con nữa nè cả nhà vô chuẩn bị về cả nhà tuần này nó vừa không ăn quyết xuống giật cái nữa luôn cho đẹp luôn coi úi giời rồi vô kết thúc clip luôn nha cả nhà thành quả của vô này cả nhà ơi quá trời ồ này dính quá mê quá nhiều hơn bữa hộp ha nhiều hơn rồi muốn nước chi dữ vậy ông thần nước con đổ ra mà rồi này cát không hả hai cho con về luôn cả nhà ơi câu cũng nãy giờ cũng mấy tiếng này cũng dính cũng khá khá thì giờ vô kết thúc clip ở đây luôn tại có chú đang tứ đồ nó động rồi cả nhà cái ông thoa câu nãy giờ còn là câu hết mồi rồi dính chữ lắm luôn ấy cả nhà xem video đến đây thương vui cho vui xin một like và đăng ký để có động lực cho những video mới nha cả nhà. Vui chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà mình nhé. Chào cả nhà cái bố ơi.